con gái Đông Nhi hóa công chúa Bạch Tuyết, khoe đôi má bánh bao sữa cực cưng, mẹ khoe hình nhẹ cũng được sương sương 1 triệu like. Bé Queenie, con gái Đông Nhi, tiếp tục nhận được sự chú ý lớn khi tung bộ ảnh công chúa Bạch Tuyết đáng yêu với đôi má phúng phính. Sở hữu hàng loạt biểu cảm từ đáng yêu đến cả khó đỡ, cô bé giật luôn cả spotlight của mẹ mình. Con gái Đông Nhi và ông Cao Thắng hiện tại là một cô bé nổi tiếng trên mạng xã hội. Mỗi khi xuất hiện hình ảnh mới nào thì cư dân mạng lại trầm trồ vì quá sức đáng yêu. Hết hóng chuyện từ bố mẹ, giờ đã hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết đáng yêu vô cùng. Trên trang cá nhân của Đông Nhi đã chia sẻ một bài viết về con gái mình. Nữ ca sĩ đã cho Queenie hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết với chiếc áo xanh, váy vàng và tất nhiên là không thể thiếu làn da em bé trắng như bông cùng đôi má phúng phính đáng yêu. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về hình ảnh của con gái. Con còn thiếu 7 chú lùn nữa là đủ tiêu chuẩn đi gặp hoàng tử rồi ạ, cô chú ơi. Trong bộ ảnh này, con gái rượu nhà Đông Nhi khoe đủ dáng, từ cách ngồi đáng yêu đến trường bò trên giường, cười tích mắt trước ống kính. Bánh bao sữa dễ thương nhưng lại không kém phần hài hước khi tạo nhiều dáng gây cười. Ngay lập tức, bài đăng này nhận về được lượt tương tác cực khủng từ cư dân mạng, đa số là các bà mẹ bỉm sữa vào thả ảnh con trai mình và mong muốn được kết hồng già với Đông Nhi. Cô con gái 5 tháng tuổi của giọng ca khóc đã nhận được rất nhiều lời khen. Mới 5 tháng tuổi, nhưng em bé luôn thể hiện được đa dạng cảm xúc nên làm người hâm mộ không khỏi bật cười. Dường như ở mỗi bức hình, cô bé lại có một nét mặt thay đổi linh hoạt. Phải nói rằng từ khi sinh em bé, Đông Nhi đã bị thế lực nhí này vượt mặt. Bài đăng trên trang cá nhân của ca sĩ, mỗi khi chia sẻ hình ảnh bản thân lại nhận về lượt tương tác kém hơn ảnh của con gái. Mẹ khoe body bốc lửa cũng không thể đọ lại bánh bao sữa của Queenie. Và hiện tại, giọng ca lời thú tội ngọt ngào đã phải chịu thua trước con gái. Bức ảnh Queenie có biểu cảm khó ở vì bị bỏ lỡ sự kiện thời trang đầu tiên tại Phú Quốc đã từng cán mốc 1 triệu like và tiếp tục tăng không ngừng. Đây là lần thứ 3 bé Queenie nhà Đông Nhi sở hữu bức ảnh triệu like. Khỏi nói cũng biết bé được dân tình yêu thương đến cỡ nào. Trước đó, khoảnh khắc Đông Nhi khoe bụng bầu ở tháng cuối thai kỳ và hình ảnh đầu tiên hạ sinh con gái cũng đạt 1 triệu like với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, con gái Đông Nhi còn sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 80.000 lượt theo dõi. Bà mẹ được quan tâm nhất nhì với giải trí Việt Đông Nhi cũng chẳng ngần ngại dìm hàng con gái mình. Nhưng ái nữ nhà ca sĩ này còn toát lên nét dễ thương nhiều hơn. Trong một lần đăng ảnh con đang ngáp ngủ, bà xã ông Cao Thắng viết rằng: "Con hơi mệt mỏi với thế gian này, vì sao con lại có một admin mommy hay dìm hàng con quá? Không như nhiều sao Việt khác thường giấu con và ngại để lộ mặt con trước công chúng." Đông Nhi thoải mái chia sẻ những hình ảnh của bé từ khi mới lọt lòng. Đôi vợ chồng này thường xuyên giới thiệu khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình để mọi người cùng biết. Tuy nhiên, khi khoe con trên mạng xã hội, đôi khi cũng nhận về nhiều phản ứng không hay. Việc lựa chọn công khai hình ảnh của con gái cũng là một bước đi mạo hiểm của Đông Nhi. Ai cũng có cách nuôi dạy con riêng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm hài lòng tất cả.